Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo khoác đồng giá là 280k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mua hai sản phẩm trở lên hoặc là quý chị chúng ta chuyển khoản trước thì mình sẽ được free ship trên toàn quốc. Và quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên mà nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo với cái tông màu đen. Em này thì sẽ là cái họa tiết quả trám ở bên trên áo này và mã sẽ là C98, chiều dài là 66, ngang là 51 và vai là 40. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg mình có thể là lựa cho em này. Thiết kế tông màu đen rất là dễ mặc và dễ để phối đồ. Đằng sau mình sẽ có thiết kế một cái mũ này cũng rất là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta sử dụng. Em này thì sẽ là được lót bông ở bên trong rồi nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ chắn gió chống bụi và giữ ấm của em này. Và phía dưới đây thì cũng có các thiết kế túi cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Mã của em này sẽ là mã C98. Bác nào yêu thích cái sản phẩm này cũng như là yêu thích cái phong cách tối giản thì mình có thể là yên tâm lựa chọn sản phẩm này mình sử dụng mặc hàng ngày. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo khoác cũng với cái tông màu đen. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Mark Rigo. Bên trên này sẽ là tem mark của sản phẩm. Mã C99, chiều dài là 77, ngang là 57 và vai là 45, size XL. Cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 70 đến 75kg thì mình có thể lựa cho em này. Lớp lót bên trong của mình sẽ là một lớp lót vải kaki mềm, mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Và bên trong này cũng là lót bông luôn nên là các bác cũng yên tâm là cái sản phẩm của mình rất là dày dặn. Mình mặc trong cái thời tiết lạnh, thời tiết mùa đông thì rất là ấm luôn. Và bên dưới đây thì cũng có cho quý chị các cái thiết kế túi vuông rộng rãi để mình có thể sử dụng, mình đựng đồ, đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mà đằng sau sẽ là thiết kế trơn này. Và bác nào yêu thích tông màu đen thì chúng ta có thể là yên tâm lựa chọn em này. Với cái size XL thì bác xung quanh khoảng từ 70 đến 75kg mình có thể là yên tâm mình sử dụng, mặc rất là đẹp luôn. Và cái form của mình sẽ là form suông nên là các bác nào có bụng to, bụng bự, bon chen thoải mái, form suông rất là rộng rãi. Cho quý chị có thể coi lại một chút toàn bộ cái form giá của sản phẩm. Em này cũng là một thiết kế có mũ này. Và với cái mũ này thì quý chị chúng ta không dùng thì mình hoàn toàn có thể là cất gọn ở da mặt đằng sau. Chúng ta có một cái phần túi mũ ở bên trên như này, các bác có thể là kéo cái khóa này lại. Đó thì cái mũ của mình nó sẽ được cất rất là gọn gàng. Mã của sản phẩm sẽ là mã C99 này, độ mới còn rất là cao. Và các bác chúng ta tranh thủ chúng ta đặt hàng. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo với cái tông màu nâu, mã của mình là C100, chiều dài là 76, ngang là 60 và vai sẽ là 50. Form dáng suông này cũng rất là rộng rãi luôn. Và đằng sau thì mình sẽ có thiết kế mũ này, em mũ này cũng rất là rộng rãi và cũng là lót bông ở bên trong nên là các bác yên tâm về cái độ giữ ấm của mình. Quá kéo thì trơn tru mượt mà, bên trong này thì sẽ là lớp lót vải kaki mềm. Đó, toàn bộ đều là các sản phẩm áo khoác rất là dày dặn. Bác nào mà yêu thích cái tông màu nâu trông nó có vẻ là cổ điển một chút thì các bác cứ lựa chọn cái sản phẩm này. Độ mới thì cao mà chất liệu thì dày dặn và cái độ bền của nó cũng rất là ok nữa nên là các bác có thể là lựa chọn. Mình mặc không những năm nay mà sang năm sau nữa mình vẫn có thể là sử dụng được luôn. Mã C100 này và mọi thông số thì nhà sành Lucy sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta có thể là tiện bề chúng ta theo dõi để mình lựa ra các sản phẩm cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một thiết kế áo khoác của nhà Mizuno. Con này thì sẽ là một sản phẩm áo khoác gió này, bên ngoài nó sẽ là cái chất liệu gió và bên trong thì sẽ là lót mỉ cho mình. Có một cái sản phẩm cũng rất là dày dặn, rất là hợp lý để quý chị chúng ta sử dụng trong cái mùa xuân hè năm nay. Mã của em này sẽ là mã C101, chiều dài là 71 và ngang là 60. Size XL cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg thì mình có thể lựa cho em này. Cái tông màu trắng này mặc cũng rất là trẻ trung năng động và cũng cực kỳ là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ luôn. Ở cái form dáng kiểu dáng nó sẽ hơi là thể thao một chút và các bác có thể là lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Và cái mũ của mình ở đằng sau thì cũng rất là rộng rãi này, các bác hoàn toàn là có thể cất gọn cái mũ lên trên cái phần cổ áo này. Nó sẽ có một cái miếng dán để các bác cho mũ ở đây. Mình dán lại thì cái áo của mình trông lại rất là gọn gàng. Mã sẽ là C101 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo với cái chất liệu cũng rất là dày dặn. Bác nào mà yêu thích những cái tông tối màu thì chúng ta có thể là sử dụng cái em màu ghi này. Mã C102, chiều dài là 90, chiều dài sẽ là 64, ngang là 54 và vai là 42, size M. Cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg thì mình có thể là sử dụng em này. Form dáng rất là vừa vặn vừa phải, các bác mặc lên sẽ rất là gọn gàng. Và các cái phần cúc bấm của mình thì sẽ là các cái thiết kế cúc kim loại để quý chị chúng ta có thể là dùng được rất là lâu vì nó rất là bền luôn. Và cho quý chị chúng ta coi một chút ở phần bên trong này. Bên trên này sẽ là tem mác của sản phẩm. Đây quý chị có thể thấy, đây sẽ là một sản phẩm của nhà Urban Research Store. Đó, cho quý chị chúng ta coi kỹ
một chút. Và lớp lót bên trong của mình cũng là cái chất liệu vải rất là mềm mịn này, mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Em này thì sẽ là một thiết kế vải dày dặn, chắn gió, chống bụi, giữ ấm cực kỳ tốt luôn. Đó, cái lớp vải bên ngoài cũng là cái mặt hàng rất là đẹp. Nên là bác nào vừa phạm với sản phẩm này thì chúng ta có thể là nhanh tay chúng ta liên hệ với nhà sành Dầu Xi chốt đơn này. Đảm bảo với quý anh chị là chúng ta về chúng ta rất là ưng cái sản phẩm này luôn. Bên dưới đây sẽ có cho mình hai cái túi này, và túi sẽ là túi có khóa kéo mã C102. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo với cái tông màu đen. Một thiết kế áo rất là đẹp này. Con này thì sẽ có mã là C103, chiều dài là 77, ngang là 64 và vai là 56. Size 3XL cho các bác nào chúng ta xung quanh khoảng 80-85kg thì các bác có thể là lựa cho em này. Em này sẽ dành cho các bác là big size đây. Các nào mà cao to chúng ta cứ lựa em này chúng ta mặc, vừa thoải mái, dễ chịu mà lại giữ ấm cực kỳ tốt. Bên trên ngực áo sẽ là một cái hình thêu tên của thương hiệu này. Những cái thiết kế hình thêu thì rất là nét và rất cái độ bền của nó thì rất là cao. Đây cho quý chị chúng ta có thể coi kỹ một chút ở phần bên trong. Đây sẽ là một cái sản phẩm áo phao rất là dày dặn nên là nó sẽ giữ ấm, giữ nhiệt rất là tốt. Mình có thể là lựa chọn mình mặc trong cái thời điểm hiện tại, hoặc là mình để đến năm sau, mùa đông năm sau nữa mình sử dụng vẫn rất là ok luôn. Mã C103. Và các cái thiết kế áo tông màu đen thì sử dụng phối đồ rất là dễ rồi. Em này thì tay áo và lai áo thì đều là được bo chuôn hết, nên là khi mà quý chị mặc mình có thể điều chỉnh để cho mình mặc cái form dáng nó sẽ là được gọn gàng hơn. Mã C103. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo khoác với tông màu xanh tha này. Em này cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu MacGregor. Đây cho quý anh chị chúng ta coi kỹ một chút cái tem mác của sản phẩm. Mã của sản phẩm này sẽ là C104, chiều dài là 73, ngang là 56 và vai là 47, tông màu xanh tha. Ở ngực áo sẽ có hai cái thiết kế túi chéo này và túi sẽ là có khóa này. Rất là cẩn thận, các bác có thể đựng những cái tiện đồ dùng quan trọng mình để ở trên này. Và phía dưới đây chúng ta có cái một cái túi vuông. Túi cũng rất là rộng luôn, có nắp có cúc cẩn thận để các bác có thể đựng ví tiền điện thoại, mình không bao giờ lo bị rơi bị mất. Chất liệu bên ngoài của mình sẽ là cái chất liệu vải kaki dày dặn, đằng sau có mũ này, bên trong thì sẽ là lớp lót nỉ rất là ấm luôn, lót lỉ bông này rất là ấm. Thì các bác yên tâm chúng ta lựa chọn chúng ta sử dụng trong cái thời tiết nó lạnh thì mình dùng em này đảm bảo là giữ ấm rất là tốt cho mình. Và cái tông màu xanh tha này cũng được quý chị chúng ta rất là yêu thích vì là mình mặc lên vừa chén chúc năng động mà nó lại còn rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Và mã của sản phẩm này sẽ là C104, độ mới sản phẩm cũng còn rất là cao nên là quý chị chúng ta yên tâm chúng ta lựa chọn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái sản phẩm rất là đẹp này. Em này thì sẽ có mã là C105, chiều dài là 63, ngang là 56 và vai là 47. Size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65-70kg. Em này cực kỳ đẹp luôn, với cái thiết từ cái thiết kế này cho đến form dáng và cái phối màu đó rất là đẹp. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này và vừa vặn với cách thông số của sản phẩm thì chúng ta nhanh tay là chúng ta chốt đơn em này. Mỗi sản phẩm mình có duy nhất một chiếc và thôi. Cho quý chị chúng ta coi kỹ những cái lớp lót bên trong này. Nhìn chung thì cũng là những cái vải lót rất là mềm mịn để cho quý chị chúng ta mặc sao cho nó thoải mái dễ chịu. Cái phần cổ này nó sẽ là cái thiết kế vải nỉ đó, nên là các bác mặc cái phần cổ này giữ ấm rất là tốt luôn. Ra xa một chút cho quý chị có thể coi kỹ hơn cái form dáng của sản phẩm này. Độ mới của em này rất là cao nên là các bác chúng ta đã vừa với em này thì chúng ta nhanh tay chúng ta liên hệ chốt đơn ngay. Một sản phẩm cực kỳ đẹp trong buổi live hôm nay. Mã sẽ là C105, đầy đủ túi cho quý chị chúng ta dùng luôn. Cái túi đây cũng rất là rộng rãi này, các bác có thể đựng đồ, đựng ví tiền điện thoại để mình đi ra ngoài. Và đằng sau thì sẽ là cái thiết kế trơn đó, cái tông màu đen này rất là dễ mặc dễ dùng. Và em này còn có mũ nha, có mũ rất là cẩn thận luôn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm cũng là một thiết kế áo phao dày dặn. Con này sẽ là mã A106, chiều dài là 77, ngang là 61 và vai là 50. Với sản phẩm này quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg thì mình có thể là yên tâm mình lựa chọn em này. Mũ rất là rộng rãi này và cho quý chị coi lại cái form dáng của sản phẩm. Nó sẽ là cái thiết kế form suông. Bác nào mà bụng to bụng bự chúng ta cứ lựa những cái form suông như này chúng ta mặc thì vừa đảm bảo cho mình là giữ ấm tốt mà lên form dáng lại rất là gọn gàng. Ở bên trên ngực áo mình sẽ có thiết kế một cái túi đứng này, các bác có thể là đựng đồ ở đây, hoặc là phía dưới này chúng ta có thể là sử dụng các cái túi chéo này, mình giữ ấm tay, mình đựng ví tiền điện thoại. Ở các cái thiết kế khóa thì là khóa IKK, khóa đồng kim loại rất là xịn sò, vừa trơn tru mượt mà cái độ bền của nó thì lại rất là cao. Bên trong này thì sẽ là tem mác của sản phẩm. Đây là một thiết kế của Premium Doll. Đây quý anh chị có thể tự mình chúng ta xem cái tem mác của sản phẩm này, rất là xịn sò uy tín. Đó, lớp lót bên trong cũng là những cái mặt hàng rất là đẹp và bên trong này còn có túi nhỏ ở bên trong cho quý anh chị chúng ta có thể đựng những cái vật dụng quan trọng ở trong này. Mã của sản phẩm sẽ là C106 này. Bác nào yêu thích tông màu xanh rêu thì mình có thể là lựa cho em này một cái thiết kế và còn rất là mới luôn. Đây sẽ là một sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Độ mới thì cao và cái form dáng và màu sắc thì cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế. Em này thì sẽ là một thiết kế vải
Đây sẽ là một cái kiểu lông ở bên ngoài, nó sẽ là kiểu cái mặt lông ở bên ngoài này. Mã của em này thì sẽ là mã C107, chiều dài là 77, ngang là 64 và vai là 56. Size 2XL cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 80kg, 75-80kg quý chị có thể là lựa cho em này. Em này thì sẽ cho quý chị chúng ta tự mình chúng ta quan sát cái form dáng này, cũng như cái phối màu và các cái chi tiết bên trên sản phẩm. Và những cái chi tiết này còn rất là mới, còn rất là đẹp luôn. Nó sẽ là cái chất liệu da này, đó, chất liệu da và thêu, hàng cực kỳ đẹp, trông rất là uy tín rồi. Mã của sản phẩm là C107. Bác nào yêu thích sản phẩm này cũng như là vừa vặn với em này thì chúng ta nhanh tay là chúng ta chốt đơn. Chất liệu này giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt luôn, nên là các bác yên tâm chúng ta lựa chọn chúng ta mặc trong cái thời tiết mùa đông. Và toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay sẽ là các mặt hàng áo khoác dày dặn, nên là các bác yên tâm về cái độ chất lượng cũng như là cái chất liệu của sản phẩm để dành đồ xịt bao chất cho mình luôn. Mã sẽ là C107 này. Mặt đằng sau cũng là những cái hình thêu rất là đẹp, bác nào mà yêu thích cái kiểu dáng độc lạ cũng như là các cái chi các cái phong cách nó kiểu năng động một chút thì chúng ta có thể là lựa cho em này. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm nào cũng với tông màu xanh. Mã của sản phẩm này sẽ là C108, chiều dài là 77, ngang là 56 và vai là 45. Size XL cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg mình có thể là sử dụng em này. Cái tông màu xanh này cũng là một trong những cái tông màu cực kỳ dễ dùng thôi, nên các bạn yên tâm chúng ta lựa chọn. Ngực áo thì sẽ có cho mình một cái túi hộp vuông này, cái dưới đây thì cũng có túi vuông rộng rãi để cho mình đựng đồ, đựng ví tiền điện thoại. Nó sẽ có các cái phần miếng dán ở nắp rồi, nên là các bạn yên tâm là đồ đạc của mình đựng không bao giờ lo là nó bị rơi bị mất. Và cái phần bên này thì túi nó còn có khóa luôn. Đó, rất là nhiều túi để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã C108, áo khoác cực kỳ dày dặn luôn. Đó, các bác có thể là quan sát này, rất là đẹp. Ra xa một chút cho mình có thể nhìn lại một lần nữa cái form dáng của sản phẩm. Sẽ là cái thiết kế form dáng suông, rộng rãi, thoải mái. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế cũng rất là dày dặn, một em áo khoác cực kỳ dày để mình sử dụng trong cái thời tiết đại hàn thì mình có thể là mang em này ra mình mặc này. Mã C109, chiều dài là 72, ngang là 58 và vai là 44, size L cho quý chị chúng ta có cân nặng khoảng là xung quanh 70kg. Một sản phẩm cũng còn rất là mới luôn và cái form dáng của mình cũng rất là basic, đơn giản để các bạn có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày. Ngực áo sẽ có một cái túi chéo này, phía dưới đây thì sẽ là các cái thiết kế túi vuông cũng rất là rộng rãi, thoải mái cho các bác chúng ta tha hồ chúng ta đựng đồ luôn. Mã C109. Còn về lớp lót bên trong thì quý anh chị cũng có thể thấy rồi, nhìn như này mình đã biết là cái chất liệu rất là dày dặn rồi. Mà chỉ giá thì còn 280k thôi, nhà dành Lucy đã sale gọi là sale sập sàn rồi, nên là các bác chúng ta tranh thủ chúng ta lựa chọn, không những mình mặc trong thời điểm hiện tại mà mình còn có thể đến năm sau nữa mình sử dụng được luôn. Các cái sản phẩm này với cái độ bền rất là cao nên là quý anh chị chúng ta yên tâm, mã của mình sẽ là mã C109 này. Rồi tiếp theo, bác nào yêu thích tông màu trắng thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bác. Một chiếc áo phao tông màu trắng cực kỳ dày dặn, mã C110, chiều dài là 68, ngang là 60 và vai là 54. Size M cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg, mình có thể là sử dụng em này. Đó, chất liệu rất là dày luôn, cái lớp lót bên trong của mình sẽ là cái lớp lót bông này, cực kỳ dày dặn. Và các bác chúng ta mặc cái sản phẩm này thì siêu ấm, giữ nhiệt rất là tốt. Và đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Nhìn chung thì cái form dáng cũng rất là đẹp và nó cũng không có quá nhiều các họa tiết trên áo, nên là cái sản phẩm của mình nó cũng rất là basic, đơn giản thôi. Các bác có thể là sử dụng mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Mã của này sẽ là C110. Phía dưới đây thì sẽ có cho mình hai cái thiết kế túi chéo để các bác có thể giữ ấm tay, cũng như là mình có thể đựng đồ, đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo với cái tông màu nâu đậm. Em này thì sẽ có mã là C111, chiều dài là 75, ngang là 55 và vai là 47. Size L cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg, mình có thể là sử dụng em này. Và đây sẽ là một sản phẩm của nhà VIP Playboy này. Bên trong này thì sẽ có cái tem mác của thương hiệu. Ở thiết kế cổ áo là cổ bẻ, các bác có thể là mặc cao lên, chúng ta cài cái cúc vào thì mình mặc theo kiểu áo bao phân, nó cũng rất là ấm. Và cho quý anh chị chúng ta coi kỹ hơn một chút ở phần bên trong này, đó, nó sẽ là cái thiết kế rất là cẩn thận, có cả túi ở bên trong như thế này, thì các bác có thể là đựng đồ, các cái vật dụng quan trọng mình có thể là cất ở bên trong. Và cái form của mình sẽ là cái form dáng suông. Cái áo này của mình cái độ dài của nó sẽ hơi dài một chút, nên là các bác chúng ta cân nhắc. Bác nào mà yêu thích như cái form dáng rộng dài thì chúng ta có thể là lựa chọn cái em tông màu nâu này của nhà VIP Playboy. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã C111, đằng sau mình có mũ luôn. Và nếu như mà các bác không muốn sử dụng mũ, chúng ta hoàn toàn là có thể cất gọn cái mũ nó vào đây, hoàn toàn có thể cất gọn cái mũ vào đây và chúng ta kéo cái đường khóa này lại thì cái áo của mình trông nó cũng sẽ rất là gọn gàng. Mã C111 này. Rồi sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một thiết kế áo với cái tông màu đen.
Em này cũng là một cái sản phẩm cực kỳ dày dặn cho các bác chúng ta lựa chọn trong cái thời tiết lạnh thì chúng ta có thể sử dụng em này. Mã C112, chiều dài là 71, ngang là 54 và vai sẽ là 44 size L. Cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg mình có thể là sử dụng em này rồi. Form dáng của mình là cái form dáng suông, cái thiết kế cũng là cái thiết kế cơ bản basic thôi. Cho quý chị có thể là sử dụng hàng ngày mặc đi chơi đi làm. Nhìn chung là cũng không có quá nhiều các cái chi tiết gì ở trên sản phẩm này thì chúng ta cần phải bàn bạc, cần phải tìm hiểu. Phía dưới đây thì sẽ có hai cái túi chéo này để các bác tiện để chúng ta giữ ấm tay, chúng ta đựng đồ, chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Khóa kéo thì trơn tru mượt mà nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Với những cái thiết kế đơn giản như này thì quý chị chúng ta rất là dễ để chúng ta sử dụng luôn. Phối đồ cũng rất là đơn giản. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm cũng với cái tông màu xanh. Em này thì sẽ là một thiết kế áo khoác với cái chất liệu bên ngoài nó sẽ là chất liệu vải kaki. Và bên trong này thì cho quý chị chúng ta có thể là coi qua một chút. Nó cũng là cái chất liệu vải lót, có thêm một cái lớp lót vải kaki mềm ở bên trong thôi. Và nhìn chung thì em này cũng là một cái em rất là dày dặn, đứng form, chuẩn form. Và cái độ chắn gió chống bụi giữ ấm của nó cũng rất là tốt. Bác nào yêu thích cái form dáng kiểu cách của em này thì chúng ta liên hệ cho nhà sành Lucy. Ở dưới đây thì sẽ có túi cho quý chị chúng ta dùng để túi cực kỳ rộng rãi. Và cái đường eo này thì chúng ta có thêm cái dây đai. Có một cái dây đai để các quý chị có thể điều chỉnh cái phần eo này. Bác nào muốn mặc ôm gọn với eo của mình thì chúng ta có thể là điều chỉnh ở cái dây đai này. Mã C113. Và em này cũng là một cái thiết kế có mũ luôn. Mũ lót lông ở bên trong nên là mình mặc giữ ấm rất là tốt. Ra sao một chút cho quý chị coi lại cái form dáng của sản phẩm này. Nó sẽ là cái thiết kế form suông, nó cái thiết kế chất liệu kaki rất là dày dặn luôn, lên form dáng đứng form chuẩn form. Các bác về chúng ta là lượt lại hội nhà sành Lucy một lần thì là cái áo này của mình rất là đẹp rồi. Mã C113. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm, con này thì sẽ là một cái thiết kế áo rất là dày. Mã C114, một sản phẩm của nhà Columbia. Chiều dài sẽ là 82, ngang sẽ là 67, size 2XL cho các bác chúng ta xung quanh khoảng là 75-80kg. Mình có thể là lựa chọn em này, form dáng cực kỳ rộng rãi luôn. Bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm big size thì đây sẽ là cái sự lựa chọn cũng rất là hợp lý. Chất liệu thì dày dặn, chắn gió chống bụi rất là tốt. Bên trong sẽ có cho mình thêm một cái lớp lót lưới này. Và mã của em này sẽ là mã C114. Bác nào yêu thích cũng như là vừa bạn với cái sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo với bê tông màu đen, một thiết kế của nhà Choi Pro. Và một sản phẩm áo khoác với cái kiểu dáng của mình sẽ là kiểu cổ bẻ rất là nhã nhặn lịch sự. Mã C115, chiều dài là 76, ngang là 61 và vai là 52. Size XL cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 70-75kg. Form dáng suông, rộng rãi, thoải mái này. Và cái tông màu đen cực kỳ là dễ mặc, dễ dùng rồi. Và cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút cái phần khóa kéo này. Nó trơn tru mượt mà và cái lớp lót bên trong nó sẽ là cái lớp vải kaki dày dặn như này. Giữ ấm, giữ nhiệt rất là tốt. Tất cả các sản phẩm áo của mình đều là các mặt hàng nó phải từ 3 lớp trở lên nên là quý anh chị chúng ta yên tâm cái độ giữ ấm của sản phẩm. Đó, trong này còn có thiết kế túi cho quý anh chị để chúng ta đựng các vật dụng quan trọng luôn. Mã sẽ là C115 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo khoác tông màu đen. Con này sẽ là một sản phẩm áo khoác gió này. Mã C116, chiều dài là 77 và sau là 71 và ngang là 66. Em này thì quý chị chúng ta cũng là khoảng 70-75kg thì chúng ta có thể là vừa vặn thoải mái luôn. Tông màu đen dễ mặc, dễ dùng và em này sẽ có thêm cho mình các cái đường kẹt sọc màu xanh ở bên trên vai và tay áo. Đằng sau mình có thiết kế mũ này và cái phần mũ này mình hoàn toàn có thể là gập gọn lên trên này luôn. Cũng lại là một cái thiết kế áo giấu mũ cho các bác để chúng ta mặc sao cho nó thật là gọn gàng. Nó sẽ có một cái miếng dán ở đây này và nó sẽ có một cái túi để cho quý chị chúng ta cuộn lại này và chúng ta dán vào thì cái áo của mình sẽ rất là gọn gàng luôn. Và mã của mình sẽ là C116. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Sản phẩm cuối cùng trong buổi live hôm nay chúng ta đến với một thiết kế áo với cái tông màu xanh than. Form dáng của mình sẽ là cái kiểu form body rất là đẹp. Và em này sẽ là một thiết kế của nhà Friendly. Mã là C117, chiều dài sẽ là 58 và ngang là 53. Dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg thì mình có thể là yên tâm mình lựa chọn em này. Cái thiết kế của em này mặc sẽ rất là gọn gàng luôn nhưng mà cũng không kém phần là thoải mái, dễ chịu. Chất liệu thì là chất liệu phao, chất liệu rất là dày. Đó, quý chị có thể coi ở phần bên trong này, mình có thể thấy được cái độ dày của cái lớp lót luôn. Nên là yên tâm về cái vấn đề là chắn gió chống bụi và giữ ấm của em này. Dưới đây thì sẽ có cho mình hai cái thiết kế sẽ có cho mình cái thiết kế túi này, túi rất là rộng luôn. Thì các bạn yên tâm chúng ta sử dụng. Mã sẽ là C117. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý anh chị chúng ta thật sự là yêu thích. Nhà sạch Đồ Xin xin được kính chúc quý anh chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà sạch Đồ Xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sạch Đồ Xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.